Sống đúng, sống đẹp. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021. Tập 15. Từ số 205. Số 205. Lễ Phục Sinh. Hôm nay, trong thánh lễ Phục Sinh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giữa một vầng sáng rạng ngời. Người đến bên tôi và phán: "Bình an cho các con, hỡi các con của Cha." Rồi giơ tay ban phúc lành. Những thương tích ở tay, chân và cạnh sườn người không biến mất nhưng rực sáng. Khi Chúa nhìn tôi cách nhân lành âu yếm, chót cả linh hồn tôi được ngây ngất trong người. Và Chúa phán với tôi: "Con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc khổ nạn của Cha. Vì vậy giờ đây, Cha ban cho con được thông phần thật nhiều vào niềm vui và vinh quang của Cha." Cả thánh lễ Phục Sinh đối với tôi dường như chỉ dài có một phút. Một hồi ức diệu kỳ ngập lút linh hồn tôi và phảng phất suốt cả mùa lễ. Lòng nhân lành của Chúa Giêsu thật lớn lao đến độ tôi không sao tả được. Số 206. Ngày hôm sau, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe có tiếng nói: "Ái nữ của Cha ơi, còn hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của Cha và dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương Cha. Còn hãy thực hiện điều ấy như thế này: còn hãy quy tụ tất cả tội nhân khắp thế giới, rồi nhận chìm họ trong vực thẳm thương xót của Cha. Ái nữ của Cha ơi, Cha muốn hiến thân cho các linh hồn. Cha khát khao các linh hồn. Vào ngày đại lễ của Cha, ngày lễ kính lòng thương xót Cha, con hãy rảo khắp thế giới và đem các linh hồn đang lạ mệt về với suối ngần thương xót của Cha. Cha sẽ chữa lành và bổ sức cho họ." Số 207. Hôm nay tôi cầu nguyện cho một linh hồn thống khổ. Bà ấy đang hấp hối mà không được chịu các bí tích, mặc dù hết lòng ước ao. Nhưng đã quá muộn. Bà ấy là người thân thích với tôi, vợ của bác tôi. Bà là một linh hồn đẹp lòng Chúa. Không có một quãng cách nào giữa chúng tôi trong giờ phút ấy. Số 208. Ôi những hy sinh bé nhỏ hàng ngày. Các bạn đối với tôi giống như những bông hoa dại được gieo rắc dưới chân Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đôi khi tôi so sánh những chiến đấu nhỏ bé này với những nhân đức anh hùng, chỉ vì bản chất dai dẳng của chúng đòi phải có sự anh hùng. Số 209. Trong những đau khổ bản thân, tôi không kiếm tìm sự trợ giúp từ các thụ tạo. Vì Thiên Chúa làm mọi sự cho tôi. Tuy nhiên, nhiều lần dường như Thiên Chúa cũng không nghe tiếng tôi. Tôi tự trang bị cho mình bằng đức nhẫn nại và thinh lặng, như một bồ câu mẹ không thở than hay cay đắng khi bầy con bị đem đi khỏi. Tôi muốn bay vút vào giữa nguồn nóng của Thái Dương, chứ không muốn dừng lại giữa những luồng hơi của nó. Tôi sẽ không mỏi mệt, vì Chúa là nơi tôi nương tựa. Lạy Chúa, nguồn sức mạnh của con. Số 210. Tôi tha thiết van nài Chúa củng cố đức tin của tôi
để trong cuộc sống buồn tẻ hàng ngày, tôi sẽ không bị những cảm tình hướng dẫn, nhưng là thần trí. Ôi vạn vật kéo ghì con xuống cõi đất, nhưng đức tin sống động giữ cho linh hồn vươn lên những tầng cao và đặt tính tự ái vào đúng chỗ của nó, tức là chỗ rốt hết. Số 211. Một lần nữa, bóng tối kinh hoàng lại bủa vây linh hồn tôi. Dường như tôi đang làm mồi cho các ảo tưởng. Khi vào tòa giải tội để tìm ánh sáng và bình an, tôi không tìm được điều gì ở đó cả. Cha giải tội còn làm tôi bối rối hơn trước. Ngài nói với tôi không thể phân biệt được quyền lực nào đang hoạt động nơi chị à. Có thể là Thiên Chúa mà cũng có thể là quỷ dữ. Khi rời tòa cáo giải, tôi bắt đầu suy nghĩ những lời của Ngài. Càng nghĩ, linh hồn tôi càng chìm ngập trong bóng tối. Lạy Chúa Giêsu, con phải làm gì đây? Khi Chúa Giêsu đến gần bên tôi một cách nhân lành, tôi cũng hoảng sợ. Có phải thực sự là Chúa Giêsu hay không? Một đàng, tôi được tình yêu hấp dẫn. Một đàng, tôi bị nỗi sợ giằng kéo. Khổ cực biết bao, không sao tả nổi. Số 212. Khi vào tòa cáo giải lần sau, tôi được cha trả lời: Này chị, tôi không hiểu chị. Tốt hơn, chị đừng đến với tôi để cáo mình nữa nhé. Lạy Chúa con đã phải ép mình biết bao để trình bày đời sống thiêng liêng của con. Thế mà ở đây con lại nhận được câu trả lời: Này chị, tôi không hiểu chị. Số 213. Khi tôi rời tòa cáo giải, vô số cực hình đè nặng trên tôi. Tôi đến với Chúa Giêsu thánh thể và thân thương. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con. Chúa nhìn thấy con yếu đuối biết bao. Lúc ấy, tôi được nghe những lời này: Cha sẽ ban cho con sự trợ giúp trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ. Được phấn khích nhờ những lời ấy, tôi tiếp tục dấn bước mà không đi tìm lời khuyên của ai nữa. Nhưng tôi bất tín vào mình, nên quyết tâm chấm dứt mọi nghi nan, lập tức và vĩnh viễn. Vì vậy, tôi háo hức chờ đợi cuộc tĩnh tâm trước ngày vĩnh thệ. Nhưng trong nhiều ngày trước đó, tôi nài xin Chúa ban ánh sáng cho cha giải tội, để Ngài có thể xác quyết dứt khoát. Hoặc phải, hoặc không phải. Và tôi thầm ước mình sẽ được bình an một lần mãi mãi. Nhưng tôi vẫn còn lo âu, không biết vị nào sẽ vui lòng lắng nghe tất cả những vấn đề này. Và một lần nữa, tôi quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa và đặt trót tín thác vào Chúa. Nhưng những lời Chúa hứa cứ vang vọng bên tai tôi: Tuần tĩnh tâm trước vĩnh thệ. Số 214. Giờ đây, mọi sự đã sẵn sàng. Ngày mai chúng tôi sẽ đi Krakow để dự tuần tĩnh tâm. Hôm nay tôi vào nhà nguyện để cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Người đã thương ban cho tôi trong những năm tháng qua. Tâm hồn tôi hết sức xúc động khi hồi tưởng quá nhiều hồng ân và sự chăm sóc của các bề trên. Số 215. Ái nữ của cha ơi, con hãy an tâm.
Cha đang đảm nhận tất cả vấn đề này. Cha sẽ sắp đặt mọi sự với các bề trên và cha giải tội của con. Con hãy đơn sơ tin tưởng, tỏ bày với cha Andras giống như thừa chuyện với chính cha vậy. Số 216. Hôm nay chúng tôi đã đến Krakow. Thật sướng vui khi thấy mình lại được trở về với những bước tập tễnh trong đời sống thiêng liêng. Mẹ giám tập yêu dấu vẫn như ngày nào, vồn vã và hồn hậu yêu thương với người chung quanh. Tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và niềm vui chan chứa linh hồn. Trong một thoáng, tôi nhớ lại tất cả đại dương ân sủng đã trào đổ xuống trên tôi khi còn là một tập sinh tại đây. Số 217. Hôm nay chúng tôi họp lại để cùng đi thăm tập viện một tiếng. Mẹ giám tập Mary Joseph nhắn nhủ đôi lời ngắn ngủi, phác họa cho chúng tôi về chương trình tĩnh tâm. Trong lúc mẹ nói những lời này với chúng tôi thấy hiện lên trước mắt tất cả những điều tốt đẹp mà vị bề trên tốt lành này trước kia đã từng làm cho chúng tôi. Tôi cảm nghiệm trong tâm hồn một niềm tri ân sâu xa đối với mẹ. Lòng tôi quặn thắt khi nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được sống trong tập viện. Giờ đây tôi phải cùng với Chúa Giêsu chiến đấu, cùng với Chúa Giêsu làm việc và cùng với Chúa Giêsu chịu đau khổ. Tóm lại là cùng sống và cùng chết với Chúa Giêsu. Mẹ giám tập không còn ở bên tôi để dạy dỗ điều này, lưu ý điều kia, khuyên bảo, khuyến khích hoặc quở phạt tôi. Tôi sợ phải sống tự lập. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lo liệu điều này cho con. Lúc nào con cũng có một vị bề trên. Đúng vậy thật, nhưng giờ đây là một người đã phải tự lập nhiều hơn. Số 218. Hôm nay con khai mạc tuần tĩnh tâm. Lạy Chúa Giêsu tôn sư của con, xin Chúa hướng dẫn con, xin điều khiển con theo thánh ý Chúa, thanh luyện tình yêu con cho xứng đáng với Chúa. Xin hãy dùng con như trái tim vô cùng lân ái của Chúa ước muốn. Ôi Chúa Giêsu, sẽ chỉ có hai chúng ta trong những ngày này, cho đến giờ phút chúng ta hoàn toàn được nên một. Lạy Chúa Giêsu, xin giữ con trong tinh thần tĩnh tâm. Số 219. Vào buổi tối, Chúa phán với tôi: Ái nữ của cha ơi, đừng để gì làm con sợ hãi hay thất đảm. Con hãy sống trong bình an sâu thẳm. Mọi sự đều trong tay cha. Cha sẽ cho con hiểu được tất cả qua cha Andras. Con hãy trở nên một con trẻ đối với Ngài. Số 220. Giây phút trước thánh thể. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, đấng tạo hóa của con, con biết làm thế nào để cảm tạ Chúa về hồng ân trọng đại này. Đó là Chúa đã đoái thương tuyển chọn một kẻ khốn nạn là con đây làm bạn kết ước của Chúa. Và Chúa lại liên kết con với Chúa trong mối ràng buộc vĩnh viễn. Ôi, kho tàng quý trọng nhất của lòng con. Con dâng lên Chúa tất cả sự tôn thờ và tạ ơn của các thánh, cùng tất cả ca đoàn các thiên thần. Và con xin hợp với mẹ Thánh Chúa một cách đặc biệt. Ôi, mẹ Maria hiền mẫu của con,
con khẩn nài mẹ hãy phủ bọc linh hồn con dưới áo choàng khiết trinh của mẹ trong giờ phút rất quan trọng này của đời con. Để nhờ đó con được trở nên đáng yêu hơn trước con mẹ và xứng đáng ngợi ca lòng thương xót của người trước toàn thế giới và mãi mãi cho đến muôn đời. Số 221. Tôi không hiểu được bài nguyện gẫm hôm nay. Linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi không thể ép mình để suy nghĩ theo những gì vị linh mục quảng diễn trong những bài giảng tuần tĩnh tâm. Thường thường tôi không thể suy tư theo các chủ điểm này. Thần trí tôi ở với Chúa. Và đó là bài gẫm của tôi. Số 222. Vài điều trong cuộc bàn hỏi với mẹ giám tập Mary Joseph. Mẹ đã làm sáng tỏ nhiều điểm, giúp tôi được an tâm về đời sống thiêng liêng của tôi và bảo đảm rằng tôi đang đi đúng đường. Tôi cảm tạ Chúa Giêsu về ơn trọng này. Vì mẹ là người đầu tiên trong các bề trên không gây cho tôi sự nghi ngờ nào về vấn đề này. Ôi, Thiên Chúa tốt lành dường bao. Số 223. Ôi, bánh thánh hằng sống. Sức mạnh độc nhất của con, nguồn suối tình ái và thương xót, xin ấp ủ toàn thế giới và tăng sức cho các linh hồn rã rời. Ôi, hạnh phúc thay khoảnh khắc và giây phút khi Chúa Giêsu lưu lại cho chúng ta trái tim vô cùng từ ái của Người. Số 224. Đau khổ mà không thở than, đem an ủi đến cho tha nhân và nhận chìm những đau khổ bản thân vào thánh tâm cực trọng Chúa Giêsu. Tôi sẽ sống trọn những giây phút rảnh rỗi của mình dưới chân Chúa Giêsu thánh thể. Dưới chân Chúa Giêsu, tôi sẽ tìm được ánh sáng, ủy an và sức mạnh. Tôi sẽ không ngừng biểu lộ cho Chúa niềm tri ân vì lòng thương xót Người dành cho tôi và không bao giờ quên được những ân huệ Người đã đổ xuống trên tôi, nhất là ơn thiên triệu. Tôi sẽ ẩn mình giữa các chị em như một bông hoa đồng thảo bé bỏng giữa những đoá huệ. Tôi muốn tươi nở cho Thiên Chúa đấng hóa công của tôi, để quên mình và hủy mình hoàn toàn vì các linh hồn bất tử. Đó là niềm vui của tôi. Số 225. Về bí tích hòa giải, tôi sẽ chọn điều nào bắt mình phải trả giá và chịu sỉ nhục nhiều nhất. Đôi khi một điều vụn vặt lại phải trả giá nhiều hơn một điều lớn lao. Mỗi lần xưng tội, tôi sẽ nhớ lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu để gợi lên tâm tình ái hối trong lòng. Vì nhờ ơn Chúa, mọi sự đều có thể, nên tôi sẽ luôn thực hành ái hối. Trước khi vào tòa cáo giải, trước tiên, tôi sẽ đi vào trái tim rộng mở và vô cùng lân tuất của Chúa Cứu Thế. Khi rời tòa cáo giải, tôi sẽ khơi lên trong lòng niềm tri ân lớn lao đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, vì phép lạ diệu kỳ khôn sánh đã thực hiện trong linh hồn tôi. Linh hồn tôi càng khốn nạn, tôi càng cảm nghiệm được đại dương thương xót của Thiên Chúa trào đổ cho tôi, ban cho tôi sức mạnh
cùng năng lực lớn lao. Số 226. Những luật tôi thường thiếu sót, thỉnh thoảng còn lỗi luật giữ thinh lặng, không vâng theo hiệu chuông, đôi khi còn pha mình vào việc của người khác. Tôi sẽ làm hết sức để sửa mình. Tôi sẽ tránh lánh các chị em hay cầu nhau. Nếu không tránh được, ít là tôi sẽ giữ im lặng, và qua đó cho họ biết tôi khổ tâm khi phải nghe những điều như vậy. Tôi không được lưu tâm đến dư luận, nhưng tuân theo lời chứng của lương tâm và tôn nhận Chúa là chứng nhân cho mọi hành động của mình. Tôi phải thực hiện mọi việc và hành xử trong mọi vấn đề hiện giờ. Như thế tôi muốn thực hiện và hành xử trong giờ lâm chung. Vì vậy, trong mọi hành động, tôi phải luôn nhớ đến Chúa. Tránh dùng phép đoán, tôi phải trình bày với các bề trên ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, và trình bày chi tiết hết sức có thể. Tôi phải trung thành với các việc đạo đức, không được dễ dàng xin chức chuẩn các việc này. Ngoài giờ giải trí, tôi phải giữ lặng, tránh những trò bông đùa, các lời giễu cợt làm người khác cười lớn, phá bầu không khí thinh lặng. Tôi phải coi trọng cả những luật nhỏ nhặt nhất. Tôi không được để mình bị cuốn hút vào cơn lốc của công việc, nhưng dừng lại một chút để hướng lên trời cao. Nói ít với con người, nhưng nói nhiều với Thiên Chúa. Tránh sự thân mật. Tôi đừng quá chú ý đến những ai ủng hộ và những ai chống đối. Tôi không được tỏ lộ cho người khác biết về những điều tôi đang phải chịu đựng. Tôi phải tránh nói lớn tiếng với người khác trong khi làm việc. Tôi phải giữ sự bình an và điềm tĩnh trong những lúc đau khổ. Trong những lúc nghi nan, tôi phải nương náu nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Tôi phải tìm sự an ủi, nâng đỡ, ánh sáng và xác nhận nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Số 227. Giữa những thử thách, tôi sẽ cố gắng nhìn ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Không gì thường xuyên cho bằng đau khổ, lúc nào cũng trung thành, đồng hành với linh hồn. Ôi Chúa Giêsu, con sẽ không để ai vượt qua con trong việc yêu mến Chúa đâu. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân trong bí tích cực thánh. Chúa thấy rằng, khi tuyên khấn trọn đời, hôm nay con sẽ rời khỏi khu tập viện này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối và bé mọn chừng nào. Và kể từ hôm nay, con sẽ vào tập viện của Chúa một cách đặc biệt. Con vẫn là một tập sinh, nhưng là tập sinh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ là giám tập của con cho đến ngày mãn đời. Mỗi ngày, con sẽ nghe những bài huấn đức dưới chân Chúa. Con sẽ không tự mình làm một điều nào dù nhỏ mọn nhất mà trước tiên không bàn hỏi với Chúa là giám tập của con. Lạy Chúa Giêsu, con sung sướng biết bao vì chính Chúa đã lôi kéo và đưa con vào tập viện, tức là vào nhà tạm của Chúa. Khi tuyên khấn trọn đời, không có nghĩa là con đã trở thành một nữ tu trọn lành. Không, không, con vẫn là một tập sinh bé bỏng yếu đuối của Chúa Giêsu, và con phải cố gắng để đạt đến trọn lành như con đã làm từ những ngày đầu trong thời gian nhà tập. Và con sẽ thực hiện mọi nỗ lực để giữ mãi tâm tình của con trong ngày đầu tiên khi cửa tu viện rộng mở đón nhận con.
với niềm tín thác và đơn sơ của một con trẻ. Hôm nay, con xin hiến mình cho Chúa. Ôi Chúa Giêsu, giám tập của con. Con xin trao lại cho Chúa toàn quyền tự do trong việc hướng dẫn linh hồn con. Xin hướng dẫn con trên những nẻo đường Chúa muốn. Con sẽ không thắc mắc gì cả. Con sẽ bước theo Chúa với niềm tín thác. Trái tim từ ái Chúa có thể làm được mọi sự. Tập sinh bé bỏng của Chúa Giêsu, nữ tu Faustina. Thưa anh chị em và các bạn, qua những dòng nhật ký từ số 205 đến số 228, ta thấy thánh nữ Faustina phải trăn trở rất nhiều, khó khăn thử thách rất nhiều, và nói rằng là không gì thường xuyên cho bằng đau khổ, lúc nào cũng trung thành đồng hành với linh hồn. Giữa những thử thách, tôi sẽ cố gắng để nhìn ra bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Đó là điều mà anh chị em chúng ta cố gắng để nói theo thánh Faustina. Trong đau khổ, trong thử thách, cố gắng để nhìn ra có bàn tay Thiên Chúa trong đó. Và đau khổ không gì thường xuyên với linh hồn, với mỗi người chúng ta cho bằng đau khổ. Tuy nhiên thưa anh chị em và các bạn, giữa những đau khổ và tối tăm nhất thì Faustin nói với Chúa rằng là: Ôi Chúa Giêsu, con sẽ không để ai vượt qua con trong việc yêu mến Chúa đâu. Đến mức độ mà Faustina nhận Chúa làm tập sư của mình suốt đời, và không một việc gì mà không bàn hỏi với Chúa trước khi quyết định, trước khi làm một điều gì. Đó là điều mà đôi khi chúng ta làm ngược lại. Mình làm xong rồi, mình quyết định rồi, mình làm rồi. Nếu thành công thì mình quên. Mình cho rằng là công sức của mình mà hãnh diện. Còn nếu mà thất bại, mình đến mình khóc lóc, nói với Chúa: Lạy Chúa, con khổ quá, con dại quá, con thế này thế kia. Chúa bảo: Sao trước khi con quyết định con làm, con không hỏi ta một tiếng? Giá con hỏi ta một tiếng, ta đã chỉ cho con cách khác rồi. Nếu mà con hỏi ta một tiếng thì cha đã soi sáng cho con thấy cái đường nào đúng để con đi. Con làm xong hết mọi chuyện rồi, bây giờ nó tòa le ra rồi, con mới chạy đến: Chú ơi, con làm sao bây giờ? Đúng không thưa anh chị em? Chúng ta thường đi ngược lại. Có nghĩa là mình không để Chúa làm chủ đời của mình, nhưng mà chỉ Chúa làm người phụ tá, làm người trợ lý, khi nào cần thì mình gọi đến. Còn không thì mình làm chủ, mình quyết định mọi sự. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể rút ra được một cái điểm cho bài học của mình, đời của mình từ thánh nữ Faustina, đó là không được lưu tâm đến dư luận, mà theo lời chứng của lương tâm và tôn nhận Chúa là chứng nhân cho mọi hành động của mình. Không lưu tâm đến dư luận, vì nhiều khi chúng ta bị dư luận nó làm chủ mình. Vui buồn cũng theo dư luận. Dư luận nó làm cái gì ta cũng phải chạy theo, làm ta bất an, làm ta không được yên ổn, và ta trở thành nô lệ của dư luận. Dư luận quần chúng, dư luận của những chị em trong nhà dòng, của anh em đồng môn của mình, trong cộng đoàn hay là trong gia đình của mình. Thực hiện mọi việc và hành xử trong mọi vấn đề như thử là muốn thực hiện và hành xử trong giờ lâm chung. Cho nên trong mọi hành động phải luôn nhớ đến Chúa. Nói ít với con người nhưng nói nhiều với Thiên Chúa. Mình lại cũng ngược lại, nói nhiều với con người mà chẳng nói gì với Chúa cả. Đừng quá chú ý đến những ai ủng hộ và chống đối. Mình cũng ngược lại, quá chú ý đến những người ủng hộ và khổ tâm vì người ta chống đối mình. Có lẽ mình cứ làm tôi cho dư luận,
người ta ủng hộ thì mình vui, mà người ta chống đối thì mình buồn. Hóa ra cái vui, cái buồn của mình giống như là căn phòng mà mình đưa chìa khóa cho người ta, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Tâm hồn của mình để cho dư luận nó điều khiển. Ta ủng hộ thì vui, ta chống đối thì buồn. Ta bị cuốn hút vào công việc và nhớ phải giữ sự bình an và điềm tĩnh trong những lúc đau khổ. Và trong những lúc gian nan, thay vì chạy đến với người thế gian, tìm an ủi nơi người thế gian, thì tôi phải nương náu nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Và thay vì đi tìm an ủi nơi người đời, thì tôi phải tìm sự an ủi, nâng đỡ, ánh sáng và xác nhận nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, những lúc mà mình gặp khó khăn thử thách như vậy, như là Faustina, Chúa luôn nói: đừng để làm con sợ hãi hay thất đạo, con hãy sống trong bình an sâu thẳm, mọi sự đều trong tay của Cha. Con hãy trở nên như là một con trẻ. Và nhớ, nếu mình phó thác mọi sự trong tay Chúa, như Chúa nói với Faustina, con hãy an tâm, Cha đảm nhận tất cả mọi vấn đề, Cha sắp đặt mọi sự cho con. Mình có dám tin tưởng vào Chúa không? Và thưa anh chị em, cuối cùng mình có thể rút ra được một điều nữa trong những trang nhật ký này, đó là điều Chúa nói với Faustina: con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc khổ nạn của Cha, vì vậy giờ đây Cha ban cho con được thông phần thật nhiều vào niềm vui và vinh quang của Cha. Nhớ, hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của Cha và dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương của Cha. Hãy quy tụ tất cả các tội nhân trên thế giới rồi nhận chìm họ vào trong vực thẳm thương xót của Ta. Cha khao khát các linh hồn, Cha muốn hiến thân cho các linh hồn. Hãy rảo khắp thế giới và đem các linh hồn mệt lạ về với suối nguồn thương xót của Cha để Cha chữa lành và bổ sức cho họ, đặc biệt trong ngày lễ kinh lòng thương xót. Mỗi người đang được mời gọi làm tông đồ lòng thương xót, hãy đi rảo khắp thế giới và đem các linh hồn lạ mệt về suối nguồn thương xót của Chúa để Chúa chữa lành và bổ sức cho, để họ không còn tìm nương tựa nơi người trần gian và sức mạnh của thế gian, mà tìm nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa mà thôi. Và nếu anh chị em trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, anh chị em gặp những đau khổ, gặp những thử thách, thì hãy nhớ Chúa nói với ta: con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc khổ nạn của ta, ta ban cho con được thông phần thật nhiều vào niềm vui và vinh quang của ta. Chị em thinh lặng cầu nguyện cho những người đang gặp những khó khăn thử thách trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, những người bị dư luận lôi kéo, vui buồn theo dư luận, theo người thế gian, và cũng tìm sự an ủi nơi người thế gian mà không tìm nương ẩn nơi Chúa. Nói nhiều với người thế gian mà không đến để tâm sự với Chúa, không đến bàn hỏi với Chúa trước khi có một quyết định nào. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lần chúng con đã không để Chúa làm chủ cuộc đời của con, không tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Con giành lấy quyền làm chủ để rồi thất bại, con lại nhờ Chúa can thiệp, con lại cậy vào Chúa như thử Chúa là người giúp việc của con mà thôi. Xin tha thứ cho chúng con, ban ơn trợ giúp cho chúng con và cho những người đang gặp những khó khăn thử thách. Họ luôn luôn vững tin rằng con đã chịu đau khổ với ta thì con cũng sẽ được hưởng vinh quang hạnh phúc với ta. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa: kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu ngôn Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina. Con xin một chỗ lặng thinh trong trái tim của Chúa đẹp xinh. Đời con chân thành tin kính, hàng năm qua nguyện sống hết tình. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha. Trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương. Trái tim Chúa như cửa thiên xuôi nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha. Trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương. Trái tim Chúa như cửa thiên xuôi nguồn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha. Trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương. Trái tim Chúa như trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha. Trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến.